Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2021. Đêm hôm qua em đã làm một chiếc video về bốn con âm ly Pioneer SA9800 Mark II này rồi. Quay ruột gan cụ thể và đã test con số 1. Và khách hàng là thượng đế mà. Yêu cầu của khách hàng là anh lấy con rồi, anh đặt tiền rồi, chú test cho anh đi. Thì đây, hôm nay em xin phép được test tổng thể một phát ba con âm ly Pioneer 8800, ba con còn lại, con số 2, con số 3 và con số 1 luôn. Con số 4 và con số 3 đã có khách chốt, còn con số 2 nha. Còn con số 2 thôi. Đến tại thời điểm bây giờ. Đây. Bây giờ là em test con số 4 trước. Ba lăng, hai đòn kích bát chép, phải nói là chiếc âm ly này đánh được rất nhiều loa, đánh hai cặp loa một lúc cũng được. Đây, đánh rất chi là hay. Con số 4 ok rồi anh nha. Vâng, và đây tiếp tục là con số 3. Em số 3 đang hot như chim đây. Đấy, chim gãy cánh. Anh em mua hàng bãi của bên em thì chịu khó một cái như này nhá. Nếu trong trường hợp mà mình mua về mà mình dùng ấy, mà mình xoay cái nút này này, giả dụ xoay cái nút này chẳng hạn, mà nó hơi sột soạt, thì anh em phải hiểu là đây là hàng bãi nguyên bản về, nó để từ năm 1976 đến bây giờ nó đã dùng đâu. Về đến nhà em mới bắt đầu khai quật ra và vật nó ra để cho nó chạy lại, như kiểu là một con người chết mấy chục năm bây giờ được hồi sinh lại đó. Thì anh em phải biết là các cái nút này của nó là bây giờ nó chưa được dùng bao giờ lâu rồi. Thì nếu nó có sột soạt một chút thì anh em mình cứ ngồi cứ xoay đi xoay lại nhai này, như kiểu anh em mình vuốt đầu tí ấy, anh em thấy chưa? Đấy, cái này chỉ dành cho anh em thôi, chị em phụ nữ không nên xoay làm gì cả. Bởi vì chị em phụ nữ mà ngồi mà xoay cái này thì nó sẽ không kêu đâu anh em nhá. Chị em ngồi phụ nữ nó không kêu đâu, nên là đừng nhờ chị em phụ nữ xoay làm gì cả. Mình chỉ anh em mình dùng thôi. Đấy, nó tép đây. Mặc dù là em đã tra dầu mỡ vào toàn bộ rồi, và cũng đã sử dụng rồi, và cũng đã test rồi, và cũng đã ngoáy đủ, đi ngoáy lại đủ kiểu rồi. Đấy, nhưng mà vấn đề của nó là nó cũng chưa được kỹ lưỡng lắm đâu. Nên là nếu như trong trường hợp mà nó sột soạt một chút, đấy là trong trường hợp sột soạt một chút, thì anh em tự làm đi nhá. Tự làm cái việc đó đi, tự ngồi ngoáy như này đi cho em nhá. Và các cái cần gạt này, gạt lên gạt xuống như này nhiều lần vào. Cứ kẹp cái ngón tay này vào và gạt như này. Đấy, gạt mạnh vào, không sợ gãy đâu nhá. Nhiều bác cứ sợ như kiểu nó gãy ấy, thì đấy là chỉ là hàng Việt Nam thôi, hoặc là hàng Trung Quốc thôi. Hàng Nhật xịn và hàng Mỹ nó làm kỹ càng lắm anh em ạ. Có bẻ cũng không gãy được đâu. Đấy, giả dụ nó sột soạt đấy, mình cứ xoay đi xoay lại như thế là ok ngay mà. Với lại là em cũng giải thích thêm một điều nữa tiện thể trong cái video test ngày hôm nay. Nếu trong trường hợp mà em mà anh các anh mua mà ví dụ như mua con này chẳng hạn, anh nào anh Thanh vừa nãy anh vừa đặt mua con số 3 này chẳng hạn, thì anh xoay cái nút này nó trơn hơn cái nút này. Đấy, giả dụ nhá, trong trường hợp bốn nút này thì đây, hiện tại bây giờ nó có nút này là nó không trơn bằng. Là lý do đơn giản là khi em tra dầu mỡ xong một cái thì có thể là cái này nó nhiều dầu hơn, cái này nhiều dầu hơn, cái này ít dầu hơn. Đấy, có nghĩa là mình làm nó cũng chưa được đều tay. Đều tay về cái điểm tra điểm dầu mỡ. Cái thứ hai nữa là như là cái nút này nó sột soạt thì em mới phải xoay đi xoay lại nhiều lần. Còn cái nút này nó không sột soạt thì em kệ rồi. Đấy, thì là em để nguyên như này. Thì bây giờ nó sẽ hơi chặt một chút, còn anh muốn nó lỏng ra thì anh ngồi anh xoay hộ em nhá. Hoặc là cũng có thể là như này, con đâm đi này chẳng hạn ở bên Nhật thì mấy bác ấy cũng đã dùng lướt sớt qua rồi một thời gian rồi. Thì ông chủ nhà cũng chỉ thích vặn cái nút này thôi, chỉ thích lúc nào cũng chỉ vặn trầm thôi, chép kệ mẹ nó, bố mày chỉ để ở mức này thôi. Thì là đồng nghĩa với việc là anh em ạ, cái nút này nó sẽ trơn tru hơn một chút.
Có những con anh em có tin không, cái cổng AB này nhá, nó chặt mút tay đến nỗi mà em phải gồng tay lên em vặn nó mới được đây. Bởi vì nó rất chặt. Sản phẩm, những sản phẩm này là những sản phẩm line new, gần như chưa sử dụng một tí gì anh em nhá. Đấy, con số 3 cũng đã ok rồi nhá.